Hello, xin chào. Tôi là Tạo Răng đây. Và hôm nay tôi lại chia sẻ với các bạn về chủ đề là những điều cần biết khi các bạn làm răng giả tháo lóc. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về ba cái phương pháp khi mà làm răng tháo lóc và các bạn cần phải biết khi mà các bạn chọn một cái phương pháp làm, chọn một cái cơ sở nha khoa làm và một cái chỗ mà các bạn nghĩ là các bạn đặt niềm tin vô đây là đúng, và các bạn phải biết những cái điều này. Để thứ nhất là tránh mất tiền, thứ hai là phải đảm bảo khi làm xong phải vừa đẹp vừa ăn nhai được và mang lại một cái kết quả như mình mong muốn. Vì đầu tiên thì răng tháo lóc là gì? Răng tháo lóc là một cái sản phẩm răng thì nó thứ nhất là nó lợi ích của nó là nó rẻ hơn những dòng sản phẩm khác. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta mất nhiều răng hoặc mất hết răng thì chúng ta nên làm tháo lóc. Còn nếu trong trường hợp mà phục hình bằng implant thì chi phí rất là cao. Thì đây là cái phương pháp nó có thể là tiết kiệm chi phí cho các bạn. Có ba loại này là phổ biến, còn lại có nhiều phương pháp khác. Vì đầu tiên là khi mà chúng ta mất toàn bộ răng, không còn cái răng nào, thì thường mấy cụ nhà mình không còn cái răng nào. Thì chúng ta sẽ làm một cái hàm như vậy, làm một cái hàm nhựa. Thì cái này, cái ưu điểm của nó thì làm rất là dễ, rất là nhanh. Nhưng mà ngược lại thì nó có một cái nhược điểm là nó là một cái cơ chế nén khí. Nén khí khi mà chúng ta, nó giống như một cái cơ chế của một cái chân bàn kính đó. Làm xong đúng kỹ thuật thì cái hàm này nó sẽ hít chặt lên trên cái níu của chúng ta, níu của những cô chú lớn tuổi. Thì tại sao lại hít và tại sao lại không hít? Thì có rất nhiều nguyên nhân là như vậy. Thứ nhất là do nha sĩ không đủ kinh nghiệm làm đó, cho nên họ lấy bị thiếu cái vành khít này. Thì khi mà thiếu như vậy thì hơi và khí nó hở vào và nó lọt khí vào đây. Tiếp theo đó là khi mà nó bị hở chỗ này, hở cái vùng này, nó sẽ nhét thức ăn vào trong này. Nhét thức ăn vào nó lỏng cái hàm, rớt lên rớt xuống. Tiếp theo là gây hôi miệng. Và làm sao đó chúng ta có thể tìm được những nha khoa họ có kinh nghiệm thì họ sẽ lấy cái này bằng cách là việc đầu tiên, bước thứ nhất để lấy dấu được cái này tốt, họ sẽ làm một cái khay cá nhân. Nó gần giống như cái máng này, nghĩa là cơ bản nó được khoảng 80% giống như cái nền hàm này. Xong đó thì họ sẽ lấy dấu lại làm sao chính xác nhất có thể. Và sau khi mà lấy dấu xong, cái khâu lấy dấu hoàn tất thì họ mới làm đến cái khâu làm đến khâu gối sáp để căn cái đường cười, và lúc đó lên răng. Thì lúc đấy cái hàm của chúng ta sẽ hít chặt hơn rất nhiều. Cái trường hợp lỏng thứ hai trong cái hàm toàn hàm như vậy là cái hàm dưới. Thì hàm dưới do thứ nhất là nha sĩ thường bị lấy thiếu phần trong này, do bị vướng cái lưỡi. Và tiếp theo là nha sĩ làm hay bị vướng vào cái thắng lưỡi. Thắng lưỡi là cái phần mà khi các bạn cong cái lưỡi lên thì ở dưới nó có một cái dây thắng lưỡi. Và khi mà làm nguyên một hàm như vậy thì chúng ta nói chuyện thì cái thắng lưỡi sẽ đẩy lên đẩy xuống, và vô tình nó đẩy cái hàm lên. Nguyên tắc chúng ta phải căn được thứ nhất là cái đường vành khít này, thứ hai là cái phần lồi cùng hai bên này, và tiếp theo nữa là cái phần thắng lưỡi, thắng má, làm sao chính xác nhất thì cái hàm sẽ hít chặt. Thì đó là cái phần mà tôi nói về cái phần răng tháo lóc toàn hàm. Cái tiếp theo là khi mà chúng ta làm thì cái múi răng này giữa hai hàm làm sao đó, chúng ta phải cắn làm sao nó đúng khớp là hàm trên hàm dưới cắn khớp với nhau. Tại sao lại phải cắn khớp với nhau? Khi mà cắn khớp với nhau thì cái hàm răng của các bạn nó sẽ lồng múi vào nhau và nhai đồ ăn nó sẽ đứt, nó sẽ nát được đồ ăn. Còn như trong trường hợp mà cắn không đúng khớp hoặc những cái múi này nó không lồng vào với nhau thì chúng ta cắn ví dụ như là cắn một miếng quýt, một miếng cam đây, thì nó chỉ dập và nó còn lại cái sơ lại. Còn như trong trường hợp mà chúng ta làm cái hàm răng nó đồng mũi vào nhau, nó tạo ra một sự gồ ghề, và khi mà chúng ta nhai nó ma sát vào nhau thì nó sẽ đứt đồ ăn và dập đồ ăn, thì chúng ta sẽ đỡ phải nhai hơn, và thứ hai đó là đường ruột của chúng ta nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Thì đó là cái phương pháp là khi mà mất toàn bộ không còn cái răng nào của các cụ lớn tuổi. Tiếp theo tôi sẽ nói cái phương pháp thứ hai là phương pháp về hàm khung. Hàm khung thì trong trường hợp hàm khung thì là phải còn răng giống trường hợp này. Thì đây là một trường hợp bị mất nhóm răng bên này và mất phần chỗ này. Thì khi mà chúng ta mất cái bên một nhóm răng như vậy và còn lại một vài răng thì chúng ta có thể làm cái hàm khung. Thì hàm khung có thể bằng kim loại, nó sẽ bám chặt lên. Trong khi mà làm thiết kế cái khung xong thì chúng ta sẽ thiết kế cái nhóm răng giống cái nhóm bên còn lại lên trên này để ăn nhai nó tốt hơn. Việc đầu tiên, cái lợi ích của hàm khung là chúng ta cái hàm nó nhỏ gọn. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta ăn nhai nó vững chắc hơn. Nhưng cái nhược điểm của hàm khung là nó có những cái móc, có những cái tai bám. Có những cái tai bám thì sẽ bám vào cái răng thật. Khi chúng ta tháo vô để chà rửa, để vệ sinh thì nó vô tình nó làm mòn những cái phần đặt móc. Thì đó là cái nhược điểm của hàm khung, và ưu điểm là nhỏ gọn, ăn nhai dễ dàng, và khi mà cái nhỏ gọn chúng ta nói chuyện cái hàm trong miệng không bị ngọng, nói chuyện phát âm sẽ dễ dàng hơn, nó không có to như kiểu cái hàm toàn hàm như vậy. Và tiếp theo là có một cái phương pháp nữa là phương pháp hàm nhựa dẻo. Ở đây cái phương pháp tôi đang cầm trên tay là hàm nhựa dẻo.
Nhựa dẻo này nó một cái là nó cực kỳ là dẻo và bền bỉ. Có thể như các bạn có bẻ, có thể các bạn có thể bỏ vào bất kể môi trường nào, nhưng đừng có để nó nóng. Trong môi trường nóng là nóng quá là không được. Cái hàm dẻo này nó thứ nhất là chất liệu quá cứng chắc. Thứ hai nữa là nó không có thấm nước đổi màu. Cái hàm dẻo này khi mà chúng ta gắn vô, ưu điểm của nó là thứ nhất là nó bền, đẹp. Nhưng mà khi mà nhược điểm là khi một thời gian nó dễ có thể bị nhét thức ăn vào mấy vùng trong này, nhét thức ăn vào đây. Và nếu mà được thì các bạn lên gặp nha sĩ để tư vấn. Và có thể các bạn nên làm hàm khung, làm nhựa dẻo, hay chúng ta làm toàn hàm thì cũng gặp bác sĩ, gặp chuyên gia để tư vấn thì nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo là nếu như trong trường hợp mà bị mất nhiều răng hoặc là còn lại một nhóm như vậy thì chúng ta lên gặp những nha khoa chuyên. Và tại sao là phải là chuyên? Chuyên về răng tháo lóc sẽ tốt hơn. Nếu trong trường hợp mà một tháng mà nha khoa họ tiếp nhận khoảng cỡ vài trăm khách hàng chuyên về răng tháo lóc thì họ sẽ làm cho các bạn rất là thuận lợi và làm cái nào ăn được ngay. Có một phần lưu ý ở đây, trong phần này, cái phần mà tiếp xúc giữa phần răng giả và phần răng thật này, nếu như trong trường hợp mà cái hàm thật của các bạn mà nó nghiêng quá thì các bạn lên phục hình làm sao có thể làm một cái răng sứ cho cái phần răng này nó thẳng lên, nó song song, thì khi đó các bạn gắn cái hàm vô nó sẽ khít sát và nó không bị nhét thức ăn vào cái vùng này. Đó là những cái lưu ý và những cái mà các bạn cần biết khi các bạn phục hình một cái hàm răng tháo lóc. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc các bạn có được một cái kiến thức mới và tìm được một số cái phòng khám, một số bác sĩ để làm yên tâm hơn và có một cái hàm răng ăn nhai tốt hơn để đảm bảo được sức khỏe và thẩm mỹ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh YouTube và bấm like fanpage để khi mà nha khoa phát những video tiếp theo, các bạn sẽ là người đầu tiên nhìn thấy video này.